Winner X phiên bản màu sơn 3D. Ở đây mình gọi là xanh vơ nha cả nhà. Nhưng mà trên giấy tờ em này sẽ ra là xanh đen, kết hợp giữa xanh nè, đen đỏ. Đây là màu 3D, cho nên là bên Ngọc sẽ bảo hành cho mình trong vòng 1 năm. Mình đi mà có bông chốc hay nổ sơn á, này mang ra xem lại không tính tiền nha. Còn máy móc sẽ được bảo hành 3 năm. Mình cứ vào hệ thống của Honda là mình sẽ được bảo hành nha cả nhà, bảo hành về máy móc nha. Và hiện tại bên em Ngọc đang có hỗ trợ trả góp dành cho em này luôn. Em hiện tại nếu mà mình lấy phiên bản không ABS, Ngọc chỉ bán cho mình với giá là 38 triệu nha. Đặc biệt là mình lên mua xe alo đặt được trước, Ngọc sẽ bớt 2 triệu là chỉ còn 36 thôi ha. Trả trước khoảng 5 triệu nếu mà góp. Về giấy tờ thì dễ lắm, bạn chỉ cần chuẩn bị giùm Ngọc căn cước công dân là được. Mình đủ 18 tuổi, đủ ngày tháng là mua được xe nha. Còn nếu như mà trong trường hợp mình ở xa mà không có lên cửa hàng được thì có gì liên hệ ở đây rồi Ngọc xếp xe cho nha. Ngoài ra thì bên Ngọc cũng đang có hỗ trợ là thu xe cũ. Mình có xe cũ không sử dụng nữa mang tới bên Ngọc thu lại cho nha. Rồi sẵn đây Ngọc sẽ giới thiệu thêm mấy màu cho các bạn xem nha. À đây, ra đi, đây là phiên bản trắng cam Repsol. Bản này nhiều khách hỏi nha cả nhà. Nó có màu cam, màu trắng, màu đỏ, màu xanh. À, có thêm màu đen với màu vàng ở dưới nữa nè. Rất là đẹp luôn nha. Em này nhiều màu lắm luôn á, cho nên là bạn nào thích mấy kiểu như là màu mè nổi nổi á thì lấy em này. Đặc biệt là có thêm cặp mâm. Cái này là mâm độ nha các bạn. Thì nếu mà trong trường hợp bạn lấy mâm này á thì mâm diêm bên Ngọc không có thu lại mà sẽ trả trực tiếp cho cửa hàng luôn nha. Em này nếu mà không tính phụ kiện và giá lăn bánh á thì em này đang để ở mức giá là 38 dành cho bạn không có ABS nha. Còn ABS là 395. Alo đặt lịch trước thì Ngọc bớt cho mình 2 triệu nha. Ở đây thì Ngọc có độ thêm ba ga nè, chống độ két nước thì chỉ độ xương xương thôi, cho nên là mình gắn máy này thì có gì Ngọc giảm cho mình 50% nha. Rồi qua đây đi mấy bạn, Ngọc sẽ giới thiệu thêm miếng màu nữa. Đây, đây là màu trắng đỏ đen, đây cũng là phiên bản sơn 3D luôn nha. Rồi đỏ, đỏ màu vita kết hợp đỏ trắng. Rồi cái này là xanh lá. Hôm bữa có mấy bạn hay hỏi màu xanh lá. À với lại em Ngọc có độ mà yêu cầu nữa, ví dụ bạn có ý tưởng độc lạ, ví dụ như là Doraemon hay Hello Kitty á, cứ liên hệ đi, ở cái Ngọc sơ vậy cho nha. Rồi có xanh biển nè, đây, đây cũng là màu 3D luôn. Đa phần ở đây là Ngọc lên 3D nhiều, tại vì bạn biết sao không? Có nhiều khách đó, người ta không có kiểu như là sơn bình thường thì nhìn nó nhạt nhòa quá, thôi lấy 3D cho nó xịn xíu nha. Đây toàn là màu 3D thôi. Rồi đây là đỏ, đỏ candy nè, đỏ đang kết hợp với nhau. Đây có ABS nha. Thật sự mà nói nha, một dòng xe dưới 40 triệu mà nó có phân hối là 150 nè, rồi tiết kiệm xăng nè, rồi cục máy của nó. À, cái con này là cục máy bằng với con Honda Sonic nhập Indo luôn nha. Cho nên là bạn nào mà hết Sonic mà chưa đủ tiền thì thôi làm em này đi, giá dưới 40 triệu. Có ABS, có cổng xe điện thoại khóa thông minh, rất là sờ sờ luôn. Rồi đây là em Ngọc có màu xám tím kết hợp với bánh mâm màu cam. Mâm này cũng sơn luôn nha các bạn. Màu là màu 3D, bên Ngọc sơn lại. Đa phần bên Ngọc sẽ kết hợp nhiều màu như là xám, tím, đen, đỏ đó. Đa phần sẽ kết hợp với màu vậy để cho cái xe mình nó không bị trùng lập á. Rồi đây là xanh ngọc. Xanh ngọc cũng kết hợp với xanh đen đỏ luôn. Và đây, màu bạc. Thật nhìn là mình tưởng là màu diêm đúng không? Không, cái này 3D nha. Đây, tại vì biết sao không? Ngọc nhìn cái này nè, với lại cái phần cánh bẩn nè. Tại vì diêm là không có cái nào mà nó có kem gì hết á. Đa phần bên Ngọc sơn lại. Giá xe Ngọc báo trên này là chưa bao gồm lăn bánh và phụ kiện nha. Tất cả các khoản thì mình liên hệ qua số Zalo nha, gọi cho Ngọc, Ngọc sẽ tư vấn báo giá cụ thể cho mình. Đặc biệt là khi lên cửa hàng mua xe mình gọi điện thoại trước thì Ngọc sẽ báo cho mình 2 triệu so với giá bán nha. Nhớ alo đặt trước Ngọc nha.